Đây là hiện trường vụ ô tô 4 chỗ leo lên vỉa hè ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, rồi lật nghiêng khiến một người chết và một người bị thương vào lúc gần 10 giờ sáng ngày 3 tháng 8 năm 2019. Theo thông tin ban đầu, ô tô mang biển số 77A12957 đang chạy trên đường Nguyễn Thị Định theo hướng từ đường Chương Dương về đường Ngô Mây với tốc độ nhanh rồi lạc tay lái, leo lên vỉa hè bên trái tài xế, tông gãy cây lục vừng trước nhà số 198 Nguyễn Thị Định, rồi tiếp tục lao thẳng đến cây lục vừng trước nhà số 194 và tông nát cây đá trước khi lật nghiêng. Những người gần đó chạy đến chặt cây xanh, đưa hai người đàn ông bị kẹt trong xe ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó một người đã chết. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Quy Nhơn đã đến hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.